Hello mọi người, lâu quá mình không có ăn canh bầu nên hôm nay mình sẽ nấu bầu với cá rô phi. Cá này thay thế cho cá lóc. Thì đây mình mua được 3 trái, nhìn còn xanh tươi luôn. Bầu này mà luộc chấm với chao hay là muối tiêu chanh ăn cũng rất là ngon. Nấu canh cá thì mình phải có gừng, nó sẽ giúp cho cái nước súp không bị tanh. À, cá này là dạng phi lê thì cũng đông lạnh thì mình rá đông ra, và để cho ngọt nước thì mình phải nêm với nước mắm, và một cái gia vị không thể thiếu là tiêu, và mình luôn luôn xài nước súp gà mỗi khi mình nấu canh. Trước tiên thì mình cho thao nước để miếng muối vô, tại vì bầu nó cũng có cái chất mủ đó, cho nên khi mà mình gọt vỏ bầu xong thì mình sẽ bỏ bầu vô ngâm nước muối. Mình thấy nhiều người nấu canh bầu người ta để nguyên vỏ luôn, nhưng mà mình thì ăn quen là phải gọt vỏ, đeo bao tay để khỏi phải dính mủ. Có những chỗ nó bị cứng mình phải lấy cái dao mình cắt, chứ mình bào nó không có đi. Món bầu này là cũng dạng món canh bình dân, dễ ăn mà dễ nấu nữa. Cắt cái vỏ bầu mà giống róc miếng quá ha mọi người. Rồi mình nạo cái vỏ xong thì mình sẽ bỏ vô cái thao nước muối để ngâm. Cuối cùng 3 trái bầu cũng gọt vỏ xong, vớt ra rổ và mình đem đi sắt nha mọi người. Thì đó giờ mình nấu canh bầu thì mình sắt theo kiểu cọng dài cỡ ngón tay. Thì trước tiên mình bổ dọc cái thân bầu trước, tại vì nó cứng hơn. Thì mình chừa lại cái ruột bầu để mình cắt sau. Và khi nấu thì mình sẽ bỏ cái cọng cứng vô trước. Rồi khi mà cái cọng nó bắt đầu mềm thì mình sẽ bỏ ruột bầu vô. Đây là mình cắt bầu ra thành từng cọng như cái que như vậy nè. Rồi giờ thì mình cắt cái phần ruột. Bầu này còn non nè, cho nên cái hộp nó còn mềm. Chứ nhiều khi mình mua đó, ngay cái trái bầu nó già đó, cái hộp nó cứng á, phải bỏ nguyên cái ruột luôn. Sau khi cắt 3 trái bầu thì mình được một rổ, thì mình chia ra phần thân xanh đó với phần ruột trắng nè. Nấu canh cá thì là mình phải có gừng, thì mình sẽ gọt vỏ và sắc lát và cắt thành từng sợi để vụt canh. Rồi giờ mình chuyển qua nấu nước súp. Thì mình cho 2 lon súp gà vô trước. Muốn nước canh ít nhiều thì mình tự điều chỉnh ha mọi người. Rồi mình bỏ gừng vô cho nó thơm nước. Dặn chút muối tỏi. Và không thể thiếu miếng nước mắm. Thơm chút chút vậy đó. Rồi cho miếng tiêu luôn. Và mình đợi nước nó sôi á, thì mình sẽ cho cá vô. Và mình chỉ trụng cho cá nó vừa chín tới thôi. Thì mình vớt cá ra tô để mình nêm gia vị cho cá. Trong lúc này mình lấy miếng hành đông lạnh á, mình chế miếng nước súp vô cho nó mềm, để mình giã nó ra. Để khi mà cá nó chín á, thì mình sẽ bỏ vô cái tô này, cá nó sẽ rất là thơm. Và đây là cái chải tí hon của mình. Mình đâm cho hành nó hơi nát ra. Rồi mình sẽ bắt đầu nêm nếm chút nước mắm. Thì cứ nước mắm, tiêu, muối tỏi làm tới à. Canh cá thì nó rất là hợp với tiêu và hành.
và để cho nó thơm ngon hơn thì mình để tỏi phi á, rồi trộn đều lên và mình sẽ vớt cá ra cho vào cái tô gia vị này. Mình thì thích dầm cá ra cho nó nhỏ, rồi sau đó mình để vô cái nồi súp á, nước súp nó sẽ ngọt hơn. Nhưng mình phải bỏ bầu vô trước, nấu cho bầu nó mềm. Và trước khi tắt bếp cỡ 5 phút thì mình mới bỏ cá vô. Và sau khi mình bỏ bầu vô thì mình thấy nước nó hơi thiếu cho mình pha thêm miếng nước lạnh. Phần này thì nó cứng nên mình nấu trước, còn cái ruột bầu mình để sau cùng. Trong lúc chờ đợi cái bầu nó mềm thì mình sẽ đi cắt ngò. Cái canh này thì mình phải xài hành ngò nhiều lắm cho nó thơm. Và khi cọng bầu này nó chín thì mình sẽ cho cái ruột bầu vô. Tại vì nếu mà mình để cùng một lúc á, thì cái cọng á, nó chín rồi á, thì cái ruột nó đã rục rồi. Khi cái ruột bầu nó đã bắt đầu trong thì mình sẽ bỏ cá vô. Cái này gọi là tráng tô đó, mình không có bỏ miếng gia vị nào hết. Rồi mình cho thêm miếng hành vô nữa. Hành đông lạnh á, có vậy cũng tiện lợi lắm nha mọi người. Cần là mình có liền. Vậy là nồi canh bầu tương đối là xong rồi đó. Và canh thì không thể thiếu ngò, đặc biệt là canh cá. Trời lạnh mà có nồi canh này ăn là ấm bụng. Canh nóng rồi chan vô cơm rồi ăn với dưa mắm, ngon hết sảy luôn. Và để làm một món mặn ăn với canh bầu thì mình làm cái trứng bát. Theo người Bắc là trứng bát là trứng rồi để miếng nước mắm hay miếng muối vô và làm mặn mặn. Mình thì gọi là trứng quậy, tại vì để lên chảo rồi quậy quậy cho nó chín. Và đây là cái chảo mini của mình. Cái chảo này cũng vừa đủ cho một trứng thôi. Chiên trứng mình thích để nước mắm vô á, cái mùi nó thơm. Cái món trứng quậy này là dễ nhất trần gian luôn. Cứ quậy quậy là sẽ có món trứng ăn. Vậy mà món này ăn ngon lắm nha mọi người. Rồi giờ mình chỉ múc canh ra là mình ăn đó. Lúc này là mình đang đói bụng nè, cho nên múc một tô quá ẻ luôn. Uống tràn bà đê luôn. Đây, phần cơm trưa của mình. Canh bầu chấm nước mắm ớt, ăn với dưa mắm, với trứng bát, trứng quậy. Ngon lắm mọi người ơi. Không mà công nhận canh này ngon lắm mọi người. Ăn nó nóng rồi có mùi hành ngò đó, rồi có miếng gừng cắn vô nó thơm nồng. Tự nấu rồi tự dọn rồi tự ăn luôn, rồi tự up lên YouTube luôn. Giờ video đã dài rồi, thôi mình xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và không quên đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nhé. Ok, bye bye mọi người.